Ông và anh yêu nhau thời chưa có xe hơi. Ông thường đưa bà anh đi dạo quanh trên con ngựa sang thống nhất màu xanh. Ông bà anh đưa nhau đi gặp phố xa. Bà ngồi trên gác ba ga chiếc xe đạp trong sơn. Ông mua tặng bà anh một đóa hoa. Con ơi, những dòng thư tay viết vội, những lời người ngô đầu môi. Và thời ấy bình dị lắm con ơi, chạm tay nhau một giây thôi lại nhớ nhau cả đời. Không nói một lời, chỉ vì không rap in bóc thôi. Và em ơi, thời nay mệt quá đi thôi. Anh muốn tình yêu tuyệt vời như ông bà anh.